đặt câu hỏi là tại sao anh Nu lại chọn anh Slim V và anh Vinh làm team cho mình? Anh hãy kể những kỷ niệm nào anh nhớ nhất với hai anh ấy, đồng thời làm biểu cảm đáng yêu thể hiện tình cảm của mình. Cảm ơn hai người bạn của anh. Biểu cảm đáng yêu kìa. Ừ. Anh Slim V và anh Vinh cũng phải thực hiện lại luôn hai anh nhé. Nghe chưa? Tương tác rõ ràng. Lý do mà anh chọn anh Slim V và lý do anh chọn anh Vinh là tại vì thứ nhất là anh thân với anh Vinh, thứ hai là anh rất là thích nhạc của anh Slim V. Vậy thôi thì anh và anh phải đấu tranh cho bằng được để anh có được hai người này, và anh phải thuyết phục rất là nhiều để mà thuyết phục anh Slim V. Về đầu của anh mới đầu anh Slim V cũng không chịu, là tại anh Slim V đi diễn có tiền hơn. Xong rồi anh Vinh thì anh Vinh rất là bận vì anh Vinh không phải biên đạo cho một người mà anh biên đạo cho cả showbiz này. Cho nên là Nu phải thuyết phục hai người này rất là lâu. Biểu cảm kìa, hai người biểu cảm đi. Biểu cảm không biểu cảm trước xong rồi bọn tớ bắt trước lại mà. Em nè. No, làm gì có chuyện mình em biểu cảm trước. Đồng thời hãy biểu cảm đáng yêu thể hiện tình cảm của mình. Cảm ơn hai người bạn. Đó. Teammate. Ok, biểu cảm đây. Đó. Biểu cảm. Đó. Rồi biểu cảm lại. Biểu cảm, biểu đó. Cảm, biểu cảm lại. Vậy là nhanh nhất nè. Đó. Đó. Đó, nguyên gia đình nè. 2, 3, go. Rồi, đó mất thời gian.